Ở đây thế nào nhỉ? Đúng không? Câu 31 ạ. Từ biểu đồ về nhiệt độ sôi phát biểu nào sau đây là đúng? Đây biểu đồ nhiệt độ sôi bên trên này. Ethanamide có nhiệt độ sôi thấp nhất do không tạo được liên kết hydrogen liên phân tử. Propan-1-amide có nhiệt độ sôi cao hơn ethanamide do tạo được nhiều liên kết hydrogen hơn. Sự khác nhau nhiệt độ sôi của ethanamide propan-1-amide không bị ảnh hưởng bởi tương tác Van der Waals giữa các phân tử. Methanol có nhiệt độ sôi cao hơn ethanamide propan-1-amide do liên kết hydrogen giữa các phân tử alcohol bền hơn amide. Thế thì bây giờ cái chuẩn nhất của chúng ta thì nó là đáp án D. Tại sao? Bởi vì là methanol ấy thì nó có liên kết hydrogen OH, đúng không? Cái này phân cực hơn. Chứ N và H thì là phân cực ít hơn. Nên dẫn đến là liên kết hydrogen giữa các phân tử alcohol thì bền hơn của các amide, nên nó sẽ khó bị đứt gãy hơn. Được chưa? Đúng nhất của chúng ta là đáp án D. Ok ạ. 32. Chất nào sau đây thuộc loại amide bậc 2 và là chất khí điều kiện thường? Lưu ý nha, đầu tiên nó có hai điều kiện, một là amide bậc 2, hai là chất khí điều kiện thường. Thì thằng này là bậc 1 bỏ, thằng này bậc 3 bỏ, thằng này bậc 2 đúng không? Thằng này bậc 2 đúng không? Chất khí điều kiện thường thì chắc chắn phân tử khối của nó phải nhỏ hơn, đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án C. 33. Ở điều kiện thường thì amide nào sau đây chẳng thấy lỏng? Thì chắc chắn là phenylamide rồi, nó chính là aniline, đúng không? 34. Trong điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái khí thì nó là methylamide. 35. Chất nào sau đây tạo được liên kết hydrogen liên phân tử với nước thì nó là bọn amide rồi, methylamide. 36. Amide nào sau đây không tạo được liên kết hydrogen giữa các phân tử? Không tạo được liên kết hydrogen giữa các phân tử thì các em lưu ý này. Liên kết hydrogen giữa các phân tử là có thằng N với thằng H đúng không? Thì anh A này có NH này, anh B này có NH này, anh C này có NH, nhưng riêng anh D không có H. Đây, xung quanh thằng N này là 3 thằng CH3 chẳng làm gì có H, hết H rồi. Nên cái thằng mà không tạo liên kết hydrogen liên phân tử đó là đáp án D nhá. Câu 37. Dãy sắp xếp các chất tăng dần theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi. Thì vừa nay mình biết rồi đúng không? Thằng đứng cuối cùng về thằng axit, thằng axit là thằng mà có nhiệt độ sôi cao nhất nhá. Thằng 4 là thằng đứng cuối cùng. Được chưa? Đấy, ồ, khôn thế. Đây, mỗi thằng này là thằng 4 không đứng cuối cùng. Được chưa? Sát lần gần thằng 4 là thằng alcohol, thằng 1 nhá, bỏ nốt. Được chưa? Bỏ nốt rồi thằng 1. Được chưa? Sau đó đến thằng ethinamide, tại vì là ethinamide phân tử khối lớn hơn methinamide. Để trở về đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Câu 38, phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của amide là không đúng? Không đúng. Độ tan trong nước của amide giảm dần khi số nguyên tử carbon trong phân tử tăng. Cái này đúng nhỉ? Anilin chất lỏng khó tan trong nước màu đen. Không tan trong nước nhưng màu đen nghe vẻ bịp. Thằng này nó là không màu chứ nhỉ? Đánh không sao đây phát. Amide thể khí mùi hương tương tự ammonia và độc, đúng. Cái này đúng này. Cái này đúng này. Methinamide và dimethinamide và ethinamide chất khí dễ tan trong nước, đúng này. Vậy sai chắc chắn là D. Sai, cái thằng D này có cái từ màu đen. Được chưa? Câu 39, cho các amide có công thức cấu tạo sau. Amide có nhiệt độ sôi cao nhất. Amide có nhiệt độ sôi cao nhất là amide có phân tử khối lớn nhất, đúng không? Chỉ cần có phân tử khối lớn thôi thì nó sẽ là nhiệt độ sôi cao nhất. Vậy thằng này là thằng số 4. Đáp án chính xác là đáp án B. Quá dễ dàng. Câu 40. Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hydrogen trong phân tử ammonia bằng một hay nhiều gốc hydrocarbon, ta thu được amide. Ý A, trong phân tử CH3NH2, một nguyên tử hydrogen đã được thay thế bởi một gốc methyl. Cái này chính xác, đúng. Ý B, trong một phân tử C6H5CH2NH2, một nguyên tử hydrogen đã được thay thế bởi một gốc benzene, là sai. Đúng chưa? Sai đúng. Đấy, chỗ này bây giờ nếu mà mình muốn biết đúng hay sai, mình phải phân biệt được gốc phenin là gốc C6H5. Đây là gốc phenin. Còn gốc benzin là C6H5CH2 là gốc benzin. Đúng không? Vậy một nguyên tử hydrogen đã được thay thế bởi một gốc benzin là đúng nha. Cẩn thận ông bị lừa nha. Cái này đúng. Cái này đúng ạ. Nếu gốc hydrocarbon liên kết với nguyên tử nitrogen là gốc alkin, ta thu được alkin amin, chính xác tiếp. Alkin amide. Arin amide là amide có nguyên tử nitrogen liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzen. Đấy, chính xác, đúng tiếp, đúng đúng đúng. Nhá, rất tốt. Đúng 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 ạ. 41 ạ, trong sách bài tập cánh diều các amide công thức cấu tạo dưới đây. Đấy, thế thì mình nhìn ra là có nhóm NH2 chắc chắn là amide bậc 1. Đây là bậc 1. Đây là bậc 1. Đúng không?
Đây cũng là bậc 1. 1, 2, 3 là bậc 1. 4 cũng là bậc 1. 5 là bậc 2. 6 là bậc 3. Đúng không? Nhìn nó hơi lạ lạ thì. Trong các omai trên thì có 4 omai bậc 1. 1, 2, 3, 4. Đúng. IB trong các omai trên có 2 omai bậc 2. Bậc 2 chỉ có 1. Sai. Chất 4 là omai thơm. Không phải. 4 không phải omai thơm. Omai của 4 nó không có vòng ở giữa nên nó không thể gọi là thơm được. Sai tiếp. Trong omai trên có 1 omai bậc 3. Đúng. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nhá. Đúng của chúng ta là gì ạ? Đấy các bạn nhìn rồi. Hay không? Đúng, sai, sai. Đúng nhá. Các omai công thức cấu tạo dưới đây, trong số các omai trên có 4 omai bậc 1, bậc 1 là thằng số 1, thằng số 2, thằng số 3 và thằng số 4. Vậy là ta có 4 thằng bậc 1. Đúng không? Ta có 4 thằng bậc 1. Đúng. Ý B, trong số các omai trên có 2 omai bậc 2. Omai bậc 2 là NH thì ta chỉ có thằng này bậc 3 này, mỗi thằng 5 là bậc 2 thôi. Sai. Chất 4 ở omai thơm là sai, nó thiếu vòng. Trong số omai trên có 1 omai bậc 3 là đúng, thằng 6. Đúng. Ok nhá. Mình sang trắc nghiệm điền có 43 có bao nhiêu omai bậc 2 trong các omai sau, bậc 2 là nhóm NH2, nhóm NH1 cháu. Hai cháu, có hai thôi. Câu 44. Cho các cái thằng mà có công thức cấu tạo dưới đây. Có bao nhiêu omai bậc 1? Có bao nhiêu chất omai bậc 1? Bậc 1 là 1, 2, 3, 4, 4 omai bậc 1. Câu 45. Cho các chất có công thức sau đây có bao nhiêu chất thuộc loại arenamide? Arenamide là cái nhóm mà NH2 ấy, nó bị cắm trực tiếp vào vòng nhé. Hoặc là N ấy, thì đây là 1, đây là 2, đây là 3, được chưa? 3. Ta có cho các omai 45 ạ, câu 45 cho các omai công thức sau có bao nhiêu chất thuộc loại arenamide? Thì arenamide là nhóm NH2 phải đính trực tiếp vào gì? Phải đính trực tiếp vào cái vòng benzen cơ. Anh này là 1, anh này là 2, anh này không, đúng không? Anh này là 3, chúng ta có 3. Rất là dễ. Được chưa? Câu 46. Kết quả phân tích nguyên tố các hợp chất arenamide có phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: phần trăm C, phần còn lại nitrogen, từ phổ khối lượng xác định được phân tử khối bằng 107, ứng với công thức phân tử của X có bao nhiêu phân tử array amide bậc 1 kể cả X. Thì bạn lưu ý đầu tiên ta sẽ có rằng là đặt công thức nó là CX HI đúng chưa, NZ thì ta sẽ có là X chia Y chia Z sẽ bằng phần trăm C là 78,51 chia 12, phần trăm của H là 8,41 chia 1, còn lại là nitrogen. Thế mình đi xem là anh nitrogen là bao nhiêu. Nitrogen thì mấy, 100% trừ đi 78,51 trừ đi 8,41 đúng không, bằng đây 13,08. 13,08 chia 14 đúng không ạ? Thế thì chia xong rồi, chia ngon lành đấy, bằng bao nhiêu đây? 78,51 chia cho 12 bằng 6,5425. 6,5425. Anh này là 8,41, anh này còn lại là 13,08 chia 14. 13,08 chia 14 bằng 0,934. 0,934. Bây giờ mình lấy tất cả cùng chia cho thằng nhỏ nhất là 0,934. Thì ta có là 6,5425. 5425 chia N bằng 7,000. Vậy mình lấy làm tròn là 7. 8,41 chia cho 0,934. 0,934 thì bằng 9,000. Đấy là 9 và 1, đúng không ạ? Vậy từ đó mình sẽ suy được công thức đơn giản nhất của anh X này, nó sẽ là C7H9N, đúng không? Công thức đơn giản nhất nó sẽ là C7H9N. Công thức đơn giản nhất C7H9N. Được chưa? Vậy thì từ đó ta sẽ suy được công thức phân tử. Công thức phân tử nó sẽ có dạng là C7H9N
mà phổ khối lượng bằng 107 thì phân tử khối bằng 107. Suy ra n bằng 1. Vậy suy ra công thức phân tử nó sẽ là bao nhiêu? Công thức phân tử nó sẽ là bằng 107. Đó chính là C7H9 nào. C7H9 nào. Bây giờ đề bài hỏi là bao nhiêu arin bậc 1? Đề bài hỏi là bao nhiêu arin bậc 1? Bậc 1 thì đơn giản thôi, cho nó cắm vào đây thôi. 1C đây đúng không? Đó, cho nó cắm này, 1 2 3 4 đúng không? Vậy ta sẽ có tổng cộng là 4 anh bậc 1. Đáp án chính xác chúng ta điền nó sẽ là số 4. Ok chưa? Nó rất dễ thôi. Nhưng mà những cái bài này năm tới đây nó sẽ là những cái bài mà chúng ta sẽ gặp rất rất nhiều nhá. Và thầy rất mong muốn là tất cả các học sinh của thầy sẽ làm được những cái câu như này, bởi vì đây là những cái câu nó rất là dễ nhá, nó không có khó một tí nào cả. Ok nhá. Ta có câu 47, trong phân tử amine nguyên tử nitrogen có số cặp electron chưa tham gia liên kết được, cái này mình vẽ rồi đúng không? Amine thì nó sẽ gần giống như là thằng amine thì nó gần giống như thằng NH3 đúng không? Thì nó sẽ đây, NH3 đây. H H H đúng không? Con bạch tuộc. Được chưa? Thế thì bây giờ mình thay thế những cái thằng H ở bên trong này bằng gốc R thôi. Thì cái thằng cặp E dùng chung này này, cặp E chưa tham gia liên kết này này, thì nó vẫn chưa tham gia liên kết đúng không? Vậy thì nó là có một cặp. Đáp án đúng, đáp án A. Ok nhá. 48. Dung dịch amine nào dưới đây không làm quỷ tím đổi sang màu xanh? Không làm quỷ tím đổi sang màu xanh. Thì không làm quỷ tím đổi sang màu xanh là ăn đi đi. A. 49. Thêm ethyl amine đến dư dung dịch COS4 thì thu được hiện tượng gì? Cái này rất nhiều bạn bị lừa nhé. Ethyl amine là C2H5. NH2 thì không có tính bay yếu đúng không? Thì nhiều bạn nghĩ rằng là khi mà nó tác dụng với lại COS4 thì nó sẽ là đầu tiên thứ tự phản ứng là CH5NH2. Tác dụng với lại H2O thì mũi tên hai chiều nó tạo thành là CH5NH3 cộng với OH trừ, thì chính cái anh OH trừ này này nó sẽ tác dụng với anh CO2 cộng để tạo thành kết tủa CO2 lần đúng không? Và nhiều bạn nghĩ rằng là nó sẽ dừng lại ở cái kết tủa màu xanh lam thôi, thì đó là các bạn đã bị nghĩ sai. Bởi vì cái anh CH5NH2 này nó còn có đặc tính gần giống như NH3, đó là tạo phức với lại CO2 cộng. Nên khi thực hiện phản ứng này thì nó sẽ còn có thể tạo thành một cái phản ứng tạo phức, đó là tạo thành Cu này, C2H5, NH2, tất cả 4 lần, OH2 lần. Đây là dung dịch phức màu xanh lam. Vậy là nó không có kết tủa màu xanh đâu nhé, mà nó tạo thành dung dịch màu xanh lam. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Được chưa? Câu 50. Thêm methylamine đến dư vào FeCl3 thì thêm methylamine bản chất nó cũng sẽ là như này. Methylamine thì các bạn nhìn này, chúng ta phải có khả năng nhìn tổng quát thì Fe3 cộng là không thuộc trong cái hàng là ba thằng là tạo phức. Ba thằng kali chung kim loại có khả năng tạo phức với NH3 và các amine đó là gì? Đó là những cái thằng sau này, là thằng CO2 cộng, thằng Al3 cộng và thằng ZN. Sorry, CO2 cộng, Ag cộng và ZN2 cộng. Fe3 cộng không thuộc một trong ba thằng đấy nên nó sẽ phản ứng theo kiểu bình thường. Đây, bản chất thì nó vẫn sinh ra tạo thành CH3 NH3 cộng và OH trừ. Nó vẫn sinh ra như vậy nhé, nhưng nó chỉ dừng lại phản ứng là OH trừ cộng với Fe3 cộng thôi, để tạo thành kết tủa FeOH3 lần thôi. Nó stop tại đây, bởi vì nó không thêm cái tạo phức nữa, nên là kết tủa chúng ta chỉ có là kết tủa màu nâu đỏ nhá. Đừng đứa nào ngốc chọn D, dung dịch màu nâu đỏ là nhục. Được chưa? Câu 51. Trong các dãy chất sau đây thì tính bay của amine thể hiện có phản ứng với chất nào? Thì tính bay chúng ta nhớ rồi, theo thuyết Bostedt-Lewis thì tính bay là cái khả năng mà nhận proton H cộng đúng không? Vậy cứ nhận proton H cộng thì thể hiện tính bay. Vậy thì mình sẽ có này, HClH4 đúng, còn CuCl2 này thì là nó thể hiện là tính gì ạ? Tính tạo phức cơ, đúng không? Cl2 là không bay được, đúng chưa? NaOH cũng không bay được, đúng chưa? O2 là cháy rồi, có tức là chẳng có thằng nào à? Đấy, nếu mà chúng ta làm đây ta chẳng chọn được thằng nào. Thực ra thì câu 50, 51 đáp án đúng của chúng ta đáp án A. Nếu mà các bạn chú ý thì HClH4 vẫn được đúng không? CuCl2 mặc dù là tạo phức nhưng nó sẽ có một cái giai đoạn đầu tiên. Đây ạ. Đây. Cái giai đoạn 1 và giai đoạn 2 này nó sinh ra kết tủa CO2 lần. Nó sinh ra kết tủa CO2 lần có nghĩa là cái thằng amine này nó đã lấy H cộng của HAO và sinh ra thằng OH trừ thì nó đã thể hiện tính bay rồi. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A, 51 đáp án A cho em nhé, một câu rất là hay. Câu 52, chất có khả năng tạo phức với methylamine và ethylamine
trong cái chất sau đây, chú ý rằng là tạo phức nhé, thì nó là CO2 cộng. 53, à câu đấy rất hay này, 53 rất hay, câu 53 kiểu gì cũng sẽ bị hỏi các em nhé. Bởi vì đây là một cái mà ở trong phòng thí nghiệm, để rửa sạch chai lọ đựng anilin thì nên dùng cách nào sau đây? Bạn lưu ý nhé, để rửa sạch chai lọ đựng anilin, thì bạn lưu ý rằng là anilin thì rất ít tan trong nước, vì vậy nên là không thể sử dụng nước để hoạt để rửa tan nó được. Mà anilin đặc biệt nó tác dụng HCl để tạo thành C6H5NH3. CL thì thằng này tan, thằng muối này tan trong nước. Chính vì vậy nên người ta sẽ hay sử dụng là dung dịch HCl thả vào bên trong thằng anilin nguấy lên cho nó tạo thành muối. Thế thì cái muối này thì khi mà ta đổ nước vào thì ta sẽ làm sạch được nhá. Vì vậy nên là ta nên dùng cách là rửa bằng dịch HCl sau đó rửa lại bằng nước. Đáp án đúng là đáp án C nhá. 54, mùi tanh của cá. Mùi tanh của cá là hỗn hợp các amin và một số tạp chất khác để khử mùi tanh của cá trước khi chế biến thực phẩm thì nên dùng cách nào sau đây? Thế mùi tanh của cá mình lưu ý nó là có amin. Thì amin nó có tính bay. Thế thì để rửa thì ta phải sử dụng một thằng mà có tính axit. Dĩ nhiên là không thể sử dụng HCl24 được, bởi vì HCl24 mà nếu mà nó dư, chẳng may nó dư mình ăn vào mình tòe tèo. Đúng không? Nên ta sẽ phải rửa một thằng mà có tính axit mà chúng ta vẫn ăn được. Thằng mà có tính axit mà chúng ta vẫn ăn được thì thường nó là giấm ăn, đúng không? Nên rửa cá bằng giấm ăn. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án B. Ngâm cá trong nước để amin tan trong nước thì cũng được nhưng mà nó không hay lắm. Thằng cái tác dụng thì nó nhanh hơn. Soda là bỏ đi rồi, nước muối cũng bỏ đi rồi nhá. Đáp án đúng của chúng ta đáp án B, bỏ. Rửa cá bằng giấm ăn. Câu 55 ạ, nhỏ dung dịch muối của các chất này vào các mẫu giấy quỳ tím, riêng rẽ số trường hợp mẫu giấy quỳ tím chuyển màu xanh, methylamine đổi màu, ethylamine đổi màu, ammonia đổi màu, anilin không đổi màu, ba chảo. 56, dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím? Thì làm xanh quỳ tím là methylamine, đúng không? 57, thuốc thử dùng để phân biệt ba chất lỏng đựng trong ba lọ riêng biệt. Thì tụi này thì mình nên sử dụng quỳ. Quỳ thì vào alcohol thì không đổi màu, vào axit thì đổi thành màu đỏ, vào CH3NH2 thì đổi thành màu xanh. Vậy quỳ là đáp án A. 58, ethylamine tác dụng đối với chất nào sau đây trong dung dịch? Thì nó tác dụng đối với HCl để tạo thành CH5NH3Cl. Câu 59 thì cho dãy các chất sau đây số chất với dãy phản ứng HCl trong dịch là, thì thằng CH5NH2 là 1, CH3NH2 là 2, thằng C3COH là axit 0, thằng CH3NHCH3 là có 3 thằng. Đáp án đúng là đáp án A. 60, dung dịch nào dưới đây không đổi màu quỳ tím, anilin, D. 61, trắc nghiệm đúng sai, câu này rất mới hay này. 61 ạ, tương tự ammonia các amin đều có khả năng thể hiện tính bay. Nào, tương tự ammonia các amin đều khả năng thể hiện tính bay. Tính bay của anilin mạnh hơn methylamine. Vớ vẩn, cái này linh tinh. Anilin còn không làm đổi màu quỳ mà thằng methylamine còn đổi màu quỳ chuyển thành màu xanh, nên là cái này là sai lẻ. B, anilin tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dịch hydrochloric acid, đúng, do phản ứng với acid tạo thành muối tan, đúng. Dung dịch ethylamine làm đổi màu phenol và talin, ethylamine đổi màu phenol và talin, đúng, đổi thành màu hồng. Dung dịch anilin làm đổi màu quỳ tím, sai, anilin không làm đổi màu quỳ nhá. Vậy là sai, đúng, đúng sai. Câu 62, cho dãy các chất có bao nhiêu chất trong dãy tác dụng dung dịch HCl? Phenol là không đổi, anilin là có, thằng này có, cứ có NH2 là có, axit không, NH2 có, ba cháu, điền là 3 nhá. Cái này điền ngon. Câu 63, nhỏ dung dịch mỗi chất vào mẫu giấy quỳ tím riêng rẽ, số trường hợp mẫu giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh là bao nhiêu? Thì ta có là methylamine là 1, ethylamine là 2, ammonia là 3, anilin là 0. Vậy ta sẽ có 3 thằng nhá. Ok. Amin nào sau đây phản ứng được với nitro acid tạo thành muối diazoni? Diazoni, đây là phản ứng HNO2. Diazoni thì nó chỉ có thể là cái thằng mà là arinamide, đúng không ạ? Đây xem nào, benzenamide xem nào, C6H5CH2NH2, nhiều đứa nhầm thằng này nhưng không phải đâu nhá. Methanamide không được, methandiamide cũng không được. Đây, phenin này, C6H5 này, NH này, CH, methyl methanamide 3 này. Đấy, bây giờ đằng 64 này mình chọn đáp án gì? C hay D? Đấy, câu này rất là hay nhá. Thì câu 64 không thể là methan methan diamide xem nào. Hay không? Đấy, để này chọn hết 64 xong rồi, hết B xong đến C xong đến D. Ta có, đây,
Benzenamide chính là C6H5. NH2 đây là tên thay thế mà. Vì vậy nên là tác dụng với HNO2 tạo thành mối diazoni bền nhiệt độ thấp thì nó chỉ có thể là C thôi. C6H5NH2, đúng không? Ok nhé. Câu 65 ạ. Anilin tác dụng với HNO2 nhiệt độ thấp 0 đến 5 độ C tạo thành muối phenin diazonium. C. 66 ạ. Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bay của amai, không thể hiện tính bay nhé. Không thể hiện tính bay. Thế đây, anh này RNH2 nhận H cộng tính bay nhé. Anh này nhận H cộng tính bay nhé. Đúng không? Anh này nhận H cộng tính bay nhé. Vậy không thể tính bay là D. Câu 67, methinamide phản ứng HNO2 tạo thành hợp chất hữu cơ là methinamide. Thì tất cả các bọn mà amai bậc 1 đúng không? Tác dụng HNO2 thì tạo thành alcohol. Trừ bọn anilin thôi. C. 68. Methinamide phản ứng với HNO2 thì tạo thành khí gì? Methinamide phản ứng HNO2 tạo thành khí N2 đúng không? B. Ok nhá. Nhá. Ta có ngoài tính bay các amide còn có khả năng thể hiện tính khử. Đấy, ngoài tính bay thì các amide còn có khả năng có tính khử. Đúng không? Nguyên nhân các amide. Nguyên nhân các amide thể hiện tính khử là do chúng kém bền và chứa nguyên tử nitrogen có số xóa -3. Đúng. Cái đúng. Chứa nguyên tử nitrogen và có số xóa là -3, hoàn toàn chính xác. Dễ không? Dễ thế gì nữa à? Ấm áp. Nhờ, ấm áp. Tiếp tục ạ. Tiếp tục ạ. Ý B, các ankinomai ở bậc 1 điều kiện thường tác dụng với nitric acid tạo thành alcohol và giải phóng nitrogen. Đúng. Đúng tiếp. Ý B đúng. Đúng chưa? Các ankai amai bậc 1 ở điều kiện thường. À sai, còn thiếu thằng anilin. Úi tí toang. Anilin cũng là ankai bậc 1. Cũng tác dụng với nitric. Mà lại còn đây là nitric sai, nitrat. Úi giời, sai cả hai phát luôn. Tí toang. Anilin tác dụng với nitro acid ở nhiệt độ thấp 0 đến 5 độ C tạo thành muối diazonium. Đúng. C này mới đúng này. D, phản ứng anilin với dung dịch bromide cũng là phản ứng thể hiện tính khử của anilin. Không, đây là phản ứng thể hiện thế, không phải khử. Đúng nhỉ? À đâu, có. Cũng khử, tại vì nó biến thành Br trừ thằng Br2 thành Br trừ 1. Br2 thể hiện tính oxy hóa, thằng này thể hiện tính khử. Đúng, đúng, đúng. 69 đúng. Đúng, sai, đúng, đúng. Câu này rất hay luôn. 70. Ứng với công thức phân tử C4H11N thì có bao nhiêu đồng phân cấu tạo khi tác dụng với dung dịch acid HCl và NaNO2? HCl và NaNO2 tương đương với là HNO2 acid nitrat ở nhiệt độ thường và có khí không màu bay lên. Khí không màu bay lên vậy tương đương với điều kiện này, tương đương nó là amide bậc 1. Mà amide bậc 1 thì 4 thì có 4 đúng không? Vậy suy ra đáp án đúng, chúng ta có 4. Đó, phang luôn. Chọn 4 luôn. Ấm áp luôn. Nhá, rất dễ dàng. Đúng không ạ? 71, anilin, phenol đều có phản ứng với gì? Thì anh này thì đều phản ứng với nước bromide nhá. Nhỏ vài giọt nước bromide vào ống nghiệm chứa anilin, hiện tượng quan sát được là xuất hiện kết tủa màu trắng, đúng không ạ? 73, anilin thì không tác dụng được với gì? Anilin là C6H5NH2 thì nó sẽ không tác dụng với nước bromide, tác dụng HCl đúng không? Không tác dụng với dung dịch NaOHc. 74, bằng phương pháp hóa học thuốc thử dùng để phân biệt ba dung dịch này. Chắc chắn phải sử dụng quỳ. Methinamide thì quỳ chuyển thành màu xanh. Anilin thì chỉ quỳ chưa không chuyển màu. Acetic acid thì quỳ chuyển thành màu đỏ. Nên đáp án đúng đáp án B. 75, ảnh hưởng của nhóm amide đến gốc phenin trong phân tử anilin thể hiện qua phản ứng giữa anilin với gì? Thì với nước bromide. Đúng chưa? Bởi vì ảnh hưởng của nhóm thế nó lại đến gốc phenin C6H5 này thì khi mà tác dụng với lại nước bromide thì ta sẽ thu được, đúng không? Ta sẽ thu được là gì? Ta sẽ thu được là anh C6H2Br3NH2, đúng không? Kết tủa màu trắng nhá. Rất dễ thôi.
Cho vài giọt chất lỏng ích tinh khiết vào ống nghiệm có sẵn 2 ml nước, lắc đều cho để yên một thời gian, thấy xuất hiện lớp chất lỏng phân thành hai lớp. Ý, phân thành hai lớp. Cho 1 ml dung dịch HCl vào lắc mạnh thì thu được dung dịch đồng nhất. Cho tiếp vào dịch NaOH vào lắc cho để yên xuất hiện chất lỏng phân thành hai lớp. Ui giời, biết ngay nó là anilin. Đây thầy phân tích, à tại sao nó là anilin? C6H5NH2. Đúng không? Cho nước vào để nó không tan trong nước nhá, thì đúng là phân thành hai lớp chưa? Anilin chìm xuống dưới, nước nổi lên trên. Ok nhá. Nó không phản ứng với nước. Nó không tan trong nước. Tan ít trong nước thì chuẩn hơn. Tan ít trong nước. Sau đó này, bước thứ hai này, cho C2H5NH2, cho HCl vào thì nó bị hòa tan để nó tạo thành C6H5NH3Cl thì nó bị tan thì đồng nhất. Sau đó C6H5NH3Cl cho tác dụng với NaOH thì nó lại quay trở lại thành C6H5NH2. Đấy. Cộng với NaCl cộng với H2O thì lúc này nó lại tách lớp. Được chưa? Và đáp án đúng chúng ta đáp án B. Câu 77 các bạn lưu ý nhá. Bạn nào mà chưa nắm được thì viết phương trình vào vở nhá. 77, nhúng đũa thủy tinh vào dung dịch HCl đặc rồi đưa vào miệng bình thấy có khói trắng. Cái này rất là chuẩn này. Tại vì là cái phản ứng này ấy, nó là phản ứng là do nó biểu thị cho hai cái tính chất, một cái tính chất là NH3 và HCl và dễ bay hơi. Thì do NH3 và HCl dễ bay hơi thì khi mà cái lọ NH3 và nó HCl nó bay hơi lên thì cái thằng phân tử NH3 nó gặp với thằng phân tử HCl ở đây này. Để cho thằng hai nó kết hợp với nhau tạo thành cái phân tử là kết tinh NH3O4Cl. Đấy thì kết tinh thành các cái phân tử muối kết tinh thì nó thành khói màu trắng. Thì tương tự thì như các bạn đã biết thì ở bên trong phần cơ thì ta sẽ có là những bọn mà amide đầu dãy, ví dụ như là methylamide, ethylamide, đúng không? Dimethylamide, đúng chưa? Và trimethylamide thì tính chất vật lý của nó gần tương tự như NH3 nên là khi mà mở nắp ra nó bay hơi. HCl bay hơi và nó cũng gặp nhau để tạo thành tinh thể màu trắng. Được chưa? Nên là khói trắng. Đây là một cái hiện tượng là không có lửa mà có khói. Nhá. Vậy thì ở đây chúng ta nó sẽ là cái thằng khí A. Miệng bình chứa khí A và khí A ta chỉ có thể là ethylamide nhá, bởi vì nó giống tương tự 78 ạ. Phản ứng là sau đây không có kết tủa xuất hiện. Ethylen vào KMNO4 thì mình sẽ thấy có kết tủa là MNO2. Bromide và anilin có kết tủa là màu trắng. Phenol vào NaOH là không kết tủa, nó phản ứng thôi. Acetylen vào AgNO3 trong NH3 dư thì ta sẽ có kết tủa màu vàng. Vậy không kết tủa là C. 79 ạ. Cho các amide công thức sau, amide nào có tính chất hóa học khác anilin nhất? Thì khác anilin nhất thì khi và chỉ khi là cái nhóm NH2 không đính trực tiếp vào vòng thơm. Vòng thơm. Đính vào vòng thơm. Đính vào vòng thơm, đúng chưa? Vậy nhóm NH2 mà không đính vào vòng thơm thì khác nhất nó chỉ có thể là thằng 2. À, thằng 2 là đính vào no. Được chưa? Thì khác này nó sẽ như thế nào? Thì nó sẽ gần như là nó sẽ không có tính chất của anilin thôi. Thằng này vẫn là amide bậc 1 thì nó sẽ làm vì tính đổi màu xanh, anilin thì không đổi màu. Nhá, dễ thôi. Ok ạ. Ta có câu 80, chất nào sau đây không cho phản ứng thế với Br2? Styren là cộng, anilin là thế này, phenol là thế này, 1,3 hydroxide benzen, đây OH, đây là 1, 2, 3, đây OH, đúng chưa, 1,3 hydroxide là có thế nhá. Vậy không thế là styren, styren là cộng, styren đấy. Thì em nhìn thấy có nối đôi chưa? Thì thử nghiệm là cộng, đấy, đứa nào quên thì nốt lại nhá, thì nó cộng, mất màu dịch vào đâu này. Có 81 cho sơ đồ này. Thì kết tủa màu trắng thì tên gọi của X này, đây là anilin tác dụng với lại Br2 thì kết tủa màu trắng chúng ta sẽ là này. NH2 thế ở vị trí octo và para. Ok chưa? Vậy nó sẽ là gì ạ? 2,4,63 brom anilin, đúng không? Đáp án chính xác chúng ta đáp án B, bỏ. Câu 82. Anilin tác dụng được với những chất nào sau đây? Thì anilin là C6H5NH2 thì nó sẽ tác dụng được với những thằng nào? Thì nó sẽ tác dụng được với thằng thứ nhất là thằng H24 đúng, NaOH là không, Br2 là có, Na là cũng không nhé. Vậy tác dụng được thằng 2 và thằng 3 thôi, 2, 3 là gì? Ok nhé. 2, 3 là gì? 83. Anilin thì tác dụng được với các chất sau. Số phản ứng xảy ra là đấy, anilin thì tác dụng với các chất sau. Số phản ứng xảy ra là, các bạn lưu ý á, C6H5
NH2 thì tác dụng với Br2 đúng không? Kết tủa tác dụng với H2 đấy. Nó cộng mà, nó có nối đôi CC với nó cộng này. Được chưa? CH3Y iodoforon thì không có, đúng không? HCl có, NaMH không, HNY có. 1, 2, 3, 4, 4 cháu. Đáp án đúng là đáp án B nhá. B bỏ. 84, cho anilin vào nước lắc đều thì là dung dịch đầu tiên là dung dịch phân thành hai lớp. Thêm lần lượt HCl dư thì đồng nhất. Sau đó rồi thêm NaOH dư thì lại phân thành hai lớp. Được chưa? Đấy, dung dịch bị đục, sau đó trong suốt. Đấy, lúc đầu trong suốt bị đục rồi phân lớp. Dung dịch bị đục rồi trong suốt, sau đó bị đục, lúc đầu trong suốt, sau đó phân lớp. Nó phải 3 lần. Đúng chưa? Và lần đầu và lần sau nó phải như nhau. Được chưa? 3 lần thì bây giờ IG là toang rồi. IA toang rồi. Đúng chưa? Thế là lúc đầu là trong suốt, sau đó bị đục rồi phân lớp sai. Cái muối kia là muối không mỏng. Vậy là ban đầu tiên là bị đục, nó tách thành hai lớp đấy. Sau đó rồi trong suốt, rồi sau đó bị đục. Được chưa? Nhưng mà cái này nó không hay lắm nhá. Thôi mình có thể chọn, chấp nhận là chọn đáp án C, nhưng mà không hay lắm. 82. Ừ, 82 là 1 và 3, sorry. 82 là 1 và 3, thành nhìn lé, mắt lé. 1 và 3, B nhá. Ok ạ. 85 số 1. 85 số 1 ạ. Ta có phản ứng bromide hóa anilin trong phòng nghiệm được thực hiện như sau. Cho vào nghiệm 1 μ anilin, trừ thêm từ từ trực tiếp 0,5 đến 1 μ nước bromide, lắc đều nghiệm. Kết thúc thí nghiệm, ta quan sát được hiện tượng kết tủa màu trắng tạo thành, đúng. Kết tủa hình thành trong nghiệm có tên gọi là 2,4,6 tribrom anilin, đúng. Phản ứng xảy ra trong thí nghiệm thuộc loại phản ứng cộng nguyên tử halogen vào vòng benzen của phân tử, sai, nó là phản ứng thế. Sai, nó là phản ứng thế nhé. Phản ứng trên được dùng để phân biệt dung dịch anilin dung dịch methinamin, đúng, methinamin không phản ứng này. Được chưa? Phương trình thì thầy viết nhiều rồi. Câu 85, 85 thứ hai. Amphetamin là chất kích thích mạnh hơn caffeine, có tác dụng làm tăng sự tỉnh táo và cảm giác thèm ăn, nó được ứng dụng rộng rãi. Được chưa? Cấu tạo của amphetamin là đây anh này. Ta thấy nó có nhóm NH2 nên là amai bậc 1, đúng. Tác dụng với nước bromide tạo kết tủa màu trắng, cái này mới hay này. Cái này đúng hay sai? Sai. Bởi vì là NH2 này không đính trực tiếp vào vòng benzen nhá, nên amphetamin không phản ứng được với nước bromide. Amphetamin tác dụng được với HCl theo tỷ lệ mol 1:1, đúng. Bởi vì nó có một nhóm NH2 nên tỷ lệ 1:1. Amphetamin không làm đổi màu quỷ tí bẩm là sai. Nó không gắn trực tiếp vào vòng benzen nên nó vẫn có khả năng làm đổi màu quỷ tí bẩm. Nó là amai bậc 1 mà. Sai nhá. Không làm đổi màu quỷ tí bẩm là sai. Có đổi màu. Mà đổi màu xanh luôn. Thành màu xanh. Ok nhá. Rồi.